Một bữa tiệc ánh sáng đặc sắc, lay động lòng người với 33 tác phẩm và 4 khu trưng bày được tạo nên bởi những công nghệ, kỹ thuật xử lý ánh sáng hiện đại nhất, mang đến cảm giác no nê đầy tính thưởng ngoạn cho thị giác của du khách. Tất cả sẽ được trình diễn trong lễ hội ánh sáng quốc tế Quảng Châu. Xin chào các bạn. Quảng Châu được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ. Nó đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi mà đêm buông xuống thì cả thành phố bừng sáng, lấp lánh, trang trọng và cực kỳ sôi động. Chẳng vậy mà có một lễ hội được tổ chức hàng năm diễn ra ở đây, có tên gọi là Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Quảng Châu. Nó là một lễ hội về chủ đề ánh sáng. Hôm nay thì tôi sẽ dẫn các bạn đến tham quan trải nghiệm lễ hội này. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc hành trình. Let's go. Đây là tác phẩm đồng hồ cát. Sự vận động không ngừng của thành phố cũng như là những chiếc đồng hồ cát, mỗi hạt cát rơi xuống đều giống như những thời khắc quan trọng mà Quảng Châu đã trải qua. Con đường thời gian của thành phố là sự tạo thành của vô số những thời khắc đáng quý như vậy, được lát bằng vô số những dấu chân của mỗi người dân nơi đây. Tác phẩm này truyền tải một thông điệp rằng thời gian đang thay đổi và cuộc sống cũng luôn thay đổi, nhưng khao khát hạnh phúc và thịnh vượng là ước mơ không bao giờ thay đổi của con người. Lễ hội ánh sáng quốc tế Quảng Châu là một trong ba lễ hội ánh sáng quốc tế lớn nhất thế giới, bao gồm có lễ hội ánh sáng quốc tế Quảng Châu, lễ hội ánh sáng quốc tế Paris và lễ hội ánh sáng quốc tế Sydney. Được tổ chức theo mô hình định hướng thị trường, nghĩa là nhà nước dựng sân khấu và mời các doanh nghiệp tham gia. Đây là lễ hội ánh sáng lần thứ 10 của Quảng Châu. Nó bắt đầu được tổ chức vào năm 2011, đến nay đã có 10 năm trời. Quảng Đông là trung tâm công nghiệp sản xuất thiết bị chiếu sáng của toàn quốc, chiếm tới 70% tổng sản lượng của cả nước. Chính quyền thành phố Quảng Châu hy vọng rằng việc tổ chức lễ hội ánh sáng quốc tế Quảng Châu sẽ trở thành sự kiện mang tính bước ngoặt với sự phát triển bền vững và các tiêu chuẩn quốc tế của ngành công nghiệp này, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch văn hóa Quảng Châu. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở quảng trường Hoa, một trong ba phân khu của lễ hội với ba tác phẩm chính được trưng bày ở nơi đây là đồng hồ cát, sự cộng sinh của không gian thời gian và hướng đến tương lai. Khu vực này được tổ chức theo phương thức mở cửa tự do hoàn toàn, không cần phải đặt vé trước. Đây chính là tác phẩm Sự cộng sinh của không gian và thời gian. Tác phẩm lấy sự thay đổi của bốn mùa làm chủ thể hình ảnh, thể hiện vẻ đẹp hài hòa của dòng chảy thời gian và không gian, đồng thời thể hiện ý tưởng về sức sống đô thị, kỷ nguyên lớn, cuộc sống mới, sự cộng sinh mang lại hạnh phúc cho quốc dân. Lễ hội ánh sáng quốc tế Quảng Châu được tổ chức tại 4 phân khu, với phân khu chính là Quảng Trường Hoa và đảo Hải Tâm Thạch. 3 phân khu phụ lần lượt là 1. Phố đi bộ Bắc Kinh và Quảng Trường Hải Châu, 2. Khu nghệ thuật sáng tạo văn hóa Bia Bà Châu và Cầu Lạp Đức, 3. Bàn hòa tấu sắc màu của 24 tòa cao ốc dọc bên bờ sông Châu Giang. Năm 2015 thì lễ hội ánh sáng quốc tế Quảng Châu đã được UNESCO lựa chọn là lễ hội văn hóa lớn nhất hành tinh về chủ đề năm ánh sáng quốc tế và đã được khuyến nghị đặc biệt trên cổng thông tin của tổ chức này. Đây chính là tác phẩm Hướng đến tương lai, là một trong những điểm nhấn chính của lễ hội này, được biểu diễn bởi tháp Quảng Châu, hiệu ứng ánh sáng kết hợp từ hệ thống hàng trăm chiếc đèn laser với hàng vạn chiếc đèn LED đa sắc, mang đến cảm xúc mạnh, tác động trực tiếp đến thị giác, tượng trưng cho một tương lai đầy sáng lạng của thành phố, sẽ là một trong những kinh đô ánh sáng của thế giới sau này. Hành trình 10 năm, thời khắc hạnh phúc và ma lực Dương Thành. Khu vực này là khu vực lõi của lễ hội nên việc ra vào được kiểm soát rất chặt chẽ. Bạn phải đặt vé từ trước trên mạng bằng thông tin thật của cá nhân và khi qua cổng thì phải xuất trình giấy tờ tùy thân và mã sức khỏe QR. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là khu vực chính của lễ hội ánh sáng quốc tế Quảng Châu. Nó có tên gọi là đảo Hải Tâm Thạch. Trong khu vực này thì có tất cả 13 tác phẩm về ánh sáng được trưng bày. Bây giờ thì chúng ta đi vào bên trong. Các tác phẩm tại phân khu này dựa trên chủ đề thời khắc hạnh phúc và ngôi nhà hạnh phúc. Trong đó đặc sắc nhất phải kể đến tác phẩm ở cuối chương trình, tác phẩm số 13, Thời khắc của chúng ta, với các tiết mục biểu diễn đặc sắc diễn ra tại sân khấu ngoài trời.
Đây là năm chú cừu, biểu tượng của thành phố Quảng Châu. Tương truyền rằng do năm vị thần hóa thân mà thành, khi xưa hạ thế xuống nơi đây cứu độ nhân sinh qua kiếp lầm than. Chính vì vậy mà Quảng Châu còn có tên là Dương Thành. Khu vực này biểu diễn các chương trình theo chủ đề 10 năm ma lực Dương Thành. Đây là khu vực chính của lễ hội nên rất là nhiều người, các bạn xem đông nhung nhúc luôn. Đây là tác phẩm Sóng của ánh sáng. Những giọt nước và dòng chảy ánh sáng khắc ghi những thay đổi trong cuộc sống của thành phố bên bờ sông Châu Giang. Lấy khu trung tâm tài chính làm nền, ánh sáng và âm nhạc như tiếng kêu vang của năm chú linh cừu giữa lòng chốn phồn hoa đô thị, làm ấm áp lòng dân. Vị trí của đảo Hải Tâm Thạch nó nằm ở giữa con sông Châu Giang, nên là đứng từ đây thì các bạn có thể nhìn thấy dòng sông Châu Giang ngay bên cạnh này. Đây là tác phẩm Dáng hình của hạnh phúc. Không có công thức cố định nào cho hạnh phúc và không phải tất cả hạnh phúc đều giống nhau. Ở đây hạnh phúc được thể hiện bằng sắc màu của ánh sáng với muôn hình, muôn vẻ, muôn sắc, muôn màu. Được trình diễn trên dãy hành lang dài 140m bằng bản nhạc sôi động, ánh sáng mạnh, khắc họa và nhấn mạnh niềm hân hoan hứng khởi của người dân. Đây là tác phẩm Căn nhà hạnh phúc, căn nhà của ánh sáng. Tương lai không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, như cánh cửa hạnh phúc từ từ mở ra, ánh sáng của hạnh phúc hòa quyện với nhau tại nơi đây, phiêu lãng trong bốn mùa xuân hạ thu đông, cuốn theo hạnh phúc và khám phá hạnh phúc. Đây là chủ đề sức sống xuân và ánh sáng kinh thành. Vạn vật nảy nở đâm chồi như những vì sao không ngừng lóe sáng, kế hoạch cho một năm mới mùa xuân hạnh phúc chan hòa, như sự tương tác giữa ánh sáng giữa không gian bao la. Đây là chủ đề mùa đông mùa hy vọng. Tích lũy sức mạnh trong mùa đông và kiến tạo hy vọng trong mùa đông. Thông qua sự kết hợp của ánh sáng, bóng tối và vũ điệu, các chủ đề về con người và thiên nhiên, lý trí và cảm xúc được diễn giải. Đây là tác phẩm mùa thu hoạch hoa trái, thu hoạch hạnh phúc. Bốn bức tường là dòng chảy thời gian, dòng chảy của lịch sử. Sức sống của Quảng Châu đang thay đổi theo từng ngày tại nơi đây. Đi ra khỏi căn nhà hạnh phúc thì chúng ta sẽ tiếp tục đi về phía trước để tới điểm cuối cùng, là tác phẩm cuối cùng, tác phẩm số 13. Nó có tên gọi là Thời khắc của chúng ta, tác phẩm đặc sắc nhất ở khu vực này. Đây là tác phẩm Đâm chồi nảy lộc. Ánh mặt trời luôn sau gió và mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn sau khi bạn thoát khỏi tăm tối và dịch bệnh. Tác phẩm gửi gắm, phản ánh, ý nghĩa giúp đỡ lẫn nhau vượt qua gian khó, hướng về quê hương, mong cho một mùa hoa nở rộ. Đây chính là khu vực lõi của lễ hội, một sân khấu nước ngoài trời rất rộng lớn và hoành tráng, các bạn xem như là một sân bóng đá. Nó được thiết kế lấy ý tưởng đảo Hải Tâm Thạch như là một con thuyền, các bạn có thể thấy đây là đầu thuyền, khán đài là đầu thuyền, và bên phía đối diện là
ba cột buồm đang căng mình đón gió. Đây là tác phẩm Thời khắc của chúng ta, là nơi mà tất cả mọi người cùng chia sẻ những thời khắc sóng gió và huy hoàng của năm qua, hiện thân cho sức mạnh phi thường của thành phố chiến thắng dịch Covid, tạo nên động lực mới, sức sống mới cho một tương lai sáng lạ hơn. Đấy, dòng người đổ hết về phía trước này, đi theo dòng người xem có gì hay. Wow, đẹp quá. Wow, hoành tráng quá các bạn nhỉ. Một lễ hội ánh sáng có hoành tráng và đẳng cấp phải không các bạn? Mà lại miễn phí hoàn toàn chứ. Các bạn chỉ việc là đăng ký để đặt vé trên mạng, xong là có thể hoàn toàn đến thưởng ngoạn mà không cần phải mất tiền vé. Quảng Châu được mệnh danh là thành phố hoa, có rất nhiều loài hoa được trồng ở thành phố này, nhưng mà chỉ có một loài hoa đại diện cho thành phố, đó chính là hoa gạo. Các bạn có thể nhìn phông nền, đó chính là hoa gạo. Cây gạo được trồng rất nhiều ở thành phố này, đâu đâu cũng thấy cây gạo. Giờ thì chúng ta sẽ qua cầu Lạp Đức, đây là một trong những điểm trình diễn phụ của lễ hội này. Chúng ta sẽ lên đó ngắm toàn cảnh lễ hội. Wow, đó, cả một khu vực trung tâm sáng bừng luôn. Từ vị trí tháp Quảng Châu sang đến bờ sông bên kia là khu kinh tế mới Châu Giang. Dòng sông Châu Giang cùng những con tàu du ngoạn sặc sỡ sắc màu di chuyển chóng chánh theo dòng nước huyên náo tấp nập như những chiếc đèn lồng khổng lồ xé tan màn đêm, cùng góp mình vào bàn khoa tấu sắc màu đầy ma mị được phản chiếu từ các tòa cao ốc xuống mặt sông lung linh và huyền ảo. Ở khu vực này là khu vực trưng bày thứ 3 với 24 tòa cao ốc dọc bờ sông, rất tráng lệ. Đây là tác phẩm hiệu ứng ánh sáng đa sắc kết hợp biểu diễn đồng bộ từ 24 tòa cao ốc dọc bờ sông, tạo nên tác phẩm ánh sáng cực kỳ ấn tượng và bắt mắt. Màu sắc và hình thù thay đổi thường xuyên, liên tục. Có rất nhiều những hình ảnh mang tính biểu tượng được trình diễn trên các tòa nhà như là cờ Tổ quốc, hình ảnh của các nhà lãnh đạo, hình ảnh của các vị lãnh đạo của cuộc chiến chống Covid như Trung Nam Sơn, v.v. Các bạn thấy thế nào? Nó thực sự tuyệt vời phải không các bạn? Thực sự rất hoành tráng, công phu, quy mô và cực kỳ ấn tượng. Không thể phủ nhận là khoa học kỹ thuật ngày nay đã mang đến cho chúng ta quá nhiều điều tuyệt vời. Hôm nay thì tôi xin dừng ở đây và xin được hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.
Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại.